Em tên Phạm Hà Hân, lớp 5A1, học sinh trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Vị Thanh. Lời đầu tiên, em xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô, cùng toàn thể các bạn, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô, cùng các bạn, sách là một trong những phát minh quan trọng và vĩ đại nhất của con người. Mỗi cuốn sách là kết tinh từ tri thức và cuộc sống. Đọc sách không chỉ là một sở thích mà còn là con đường ngắn nhất để tiếp cận với nền văn minh của nhân loại. Mỗi một cuốn sách hay là một chiếc chìa khóa đưa chúng ta đến thành công và thậm chí có thể thay đổi cả cuộc đời một con người. Nếu bạn biết cách đọc thì cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Bạn thân yêu ơi đến đây, đến đây với trái tim muôn màu, tim muôn màu, họ cùng trang sách thân thiết, có biết bao chuyện diệu kỳ, bao chuyện diệu kỳ, cùng nhau mang bao mến thương, bao mến thương, dẫu khó khăn muôn trùng nào cùng vững bước bên nhau. Một cuốn sách mở ra, cả thế giới nở hoa, cả chân trời rộng lớn, cả bầu trời ước mơ. Đến với hội thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022, em xin giới thiệu đến các bạn đọc cuốn sách Bác Hồ Kính Yêu Của Chúng Em, của tác giả Trần Viết Lưu, do nhà xuất bản Giáo dục ấn hành tháng 6 năm 2007, sách dày 96 trang, khổ 20x15cm, trang bìa màu hồng cánh sen rất đẹp, có hình ảnh Bác Hồ với các bạn học sinh. Đây là cuốn sách quý được trường em sử dụng làm tư liệu để giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ chúng em. Bố cục cuốn sách được chia thành các phần cụ thể sau. Phần 1 và 2 giới thiệu về tuổi thơ, quê hương của Bác và xứ Huế với những kỷ niệm của Bác. Phần 3 và 4 giới thiệu về quãng thời gian ra đi tìm đường cứu nước và 30 năm của một cuộc đời cách mạng. Phần 5 và 6 giới thiệu về thời gian Bác trực tiếp lãnh đạo cách mạng nước ta, làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945, cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Phần 7, lời Bác dặn trước lúc đi xa và thế giới nói về người. Cuốn sách có 41 câu chuyện nhỏ bằng lối văn kể chuyện hấp dẫn, nhẹ nhàng mà tinh tế. Tác giả đã tái hiện lại toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp và những phẩm cách cao đẹp, trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng em thích nhất là câu chuyện Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi, vì đây là câu chuyện nói lên tình cảm đặc biệt mà Bác đã dành tặng cho miền Nam thân yêu của chúng em. Các bạn thân mến, ngày Bác ra đi, Bác vẫn chưa được thăm lại miền Nam, đồng bào miền Nam vẫn chìm trong máu lửa và đau thương. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Trên giường bệnh, Bác thường hỏi, hôm nay miền Nam thắng ở đâu? Thưa Bác, anh em trong đó đang đánh tốt lắm ạ. Quốc khánh năm nay có đốt pháo hoa cho đồng bào vui không? Nghe Bác hỏi, ai cũng nghẹn ngào. Chao ơi, sắp vĩnh biệt chúng ta, mà Bác vẫn nghĩ đến miền Nam, nghĩ đến hạnh phúc và niềm vui của đồng bào cả nước. Mọi người nhớ lại câu chuyện lần đầu tiên có đoàn đại biểu từ miền Nam ra thăm miền Bắc. Khi được vào thăm Bác, đoàn kính dâng lên Bác những tặng phẩm chứa chan tình cảm kính yêu của đồng bào miền Nam. Trong đó có tập thơ chép tay của một chiến sĩ,
mà trước lúc hy sinh, anh chỉ có một ước mơ duy nhất là tặng tập thơ cho bác. Run run cầm tập thơ trên tay, lặng đi một lúc, người đưa tay lên ngực và nói trong nghẹn ngào xúc động. Bác chẳng có gì để tặng lại, chỉ có cái này. Miền Nam yêu quý, luôn ở trong trái tim tôi. Vì miền Nam mà bao nhiêu đêm người phải thức trắng. Vì miền Nam, miếng cơm ăn của người bỗng nghẹn. Người đã không nhận thưởng huân chương sao vàng cao quý của đất nước Việt Nam bởi một lý do rất giản dị. Xin chờ ngày miền Nam giải phóng, nước nhà hoàn toàn thống nhất. Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô cùng các bạn, ngược dòng thời gian, lật từng trang, cuốn sách sẽ cho ta nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất thể hiện tình cảm yêu thương của bác dành cho con người, là một tình cảm đặc biệt với đối với thiếu nhi Việt Nam. Các bạn ơi, còn chần chờ gì nữa mà không đến với thư viện của trường tiểu học Chu Văn An để đăng ký và mượn đọc cuốn sách Bác Hồ kính yêu của chúng em. Cô thư viện sẽ rất vui vẻ, nhiệt tình và sẵn sàng chào đón các bạn. Phần dự thi của trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến đây là kết thúc. Chúng em xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo, các cô chú lãnh đạo và các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc hội thi thành công, tốt đẹp!